Chào mọi người, bữa nay vô bếp cùng mình làm món thịt xíu mại để sáng ăn bánh mì nha. Mình sẽ dùng củ cải và củ hành để cho vào xíu mại. Củ cải mùa đông của Nhật thì nó rất mềm và ngọt, làm xíu mại rất ngon. Củ hành thì mình cũng cho nhiều để khi mồi hồi hầm lên, thịt của mình sẽ mềm, ngọt và thơm nữa. Mình xay nhỏ củ hành và củ cải rồi cho vào thịt, sau đó cho trứng và tỏi phi. Nếu mà có hành tím thì mọi người cho thêm vào rồi nêm nếm gia vị. Tất cả trộn đều lại với nhau hết. Sau đó thì mình sẽ để nghỉ một tiếng. Còn nếu như mà mọi người không có cần ăn liền thì cho vào tủ lạnh để qua đêm giống mình nè. Mình để qua đêm, sáng dậy vò viên hầm một tí là xong. Sáng thức dậy, bắt đầu mình sẽ hầm xíu mại nha. Đầu tiên mình bắt cái nồi nước sôi lên, sau đó vò viên rồi cho lần lượt vào trong nồi. Nặng viên to nhỏ thì tùy thích của mọi người nha. Mình cho hết tất cả các viên xíu mại vào rồi thì bắt đầu mình nêm nếm gia vị. Mình có cho thêm 2 muỗng tương ớt nhưng mà quên bấm quay. Sau khi mà nấu khoảng 30 phút thì cái phần nước của thịt xíu mại nó sẽ rút lại còn xăm xắp mặt. Thành quả thì xíu mại nó mọng nước, mềm, rất là ngon và thơm luôn. Ăn với bánh mì là hết sảy á. Nhìn hấp dẫn chưa nè. Nếu mọi người thích thì làm thử nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video.